Thánh Van Hen đã đến hả? Nhà yêu đời đi, tao bệnh tim hả? Xui. Đô không? Thôi ôi, bé chị ba vô fit tụt quần này nè. Ôi mẹ ơi, bị có bị phát hiện rồi. Cái địt con chị nó. Rồi xong. Xong với Trang anh rồi. Ghét thế nhở anh em nhở? Bị đổ nước rồi. Đổ nước rồi. Rần đau cái gì, người ta xuống tới nơi rồi giờ hỏi rần đau khùng. Á à, lạc.
em căng vậy? Phải muốn chơi tôi là dễ đâu. Chết, vô lý. Cái thằng mua rác này nó nghĩ nó một mình nó cân năm được à? Trời ơi, sao đập đầu ngay vào mặt con đó vậy? Xui thế. Trời ơi, dơ quá vậy. Ủa, hình như hồi nãy tôi mới nghe tiếng đồ nét đúng không? Cảm ơn mọi người nha. Sorry em, nãy anh không để ý. Nãy giờ anh không để ý, đang tập trung vào game anh không để ý. Cảm ơn em nha. Cảm ơn vâng em nhé. Mẹ nhạc nhẽo như cứt vậy. Cái đậu xanh đó chứ. Gãy. Mẹ ơi, 04 041 Hoàng Hà Hà. Ui cái gì? Sao game khó thế nhờ? Sao dạo này leo rank khó thế nhờ? Khó khăn vậy hè.
cay cay cú gaming anh em à, nhiều lúc cay lắm. Ừ dám xúc phạm team tao, trưởng trưởng con chị mày, trưởng mày chỉ có cái răng này, nó có mấy cái con tướng như ghi đu ghi điếc rồi, chỉ có cái răng này mới có chứ răng nào có. Khó hiểu vậy ta, điên 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 nè, trưởng nè, quay lại trưởng nè, đó đó, ngầu như cái bồn cầu ngay chữ skill không bao giờ dính luôn. Thằng kia nói gì ỷ mẹ tụi mày cái gì vậy, từ từ tao chưa đọc xong cái câu đó mà sao tắt rồi. Đánh thì ngu mà còn nói nhiều, thiên thiên thuyền. Dí hổ các bạn trẻ à, hổ máu phát ra ra chơi tiếp này. Trời ơi đâu ra đông vậy, cái đậu sao tôi ghét cái con vàng thì xin vãi chữ, mày vô lý, mày hư cấu, đời nhiều chuyện nhiều lúc gọi là vô lý, nhiều lúc thật là hư cấu, thật là khó diễn tả. Dễ quá, dễ quá. Có video không ăn, tụi mày tải vậy thì sao up video đây? Không, không, nhất định là không. Kinh công thì không ăn. Bị đuôi hết rồi nè nha. Thằng lồn kia còn đi ăn cái địt mẹ ngu thế. Mẹ mày óc chó cả lũ mày. Đuôi à. Em như bị mù ấy. Tôi nói thiệt với mấy ông bây giờ đánh ở rằng như đánh giá đánh với đăng đồng á, thêm thằng Van Helsing nữa đã ngu rồi còn thích đánh đu với đời nữa. Đánh cho mấy thằng đầu khất á. Mày bị điên hả? Thôi về 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 về. Your team has destroyed a
Ngầu không? Hơi bị ngầu luôn đấy. Có người chết ở dưới á. Hết máu thì tự nhiên đứng me chi vậy má? Tết chết. Đứng đây chờ thôi anh em à. Chờ thời. Chờ thời bắt lính. Đang chỉnh cái gì? Máu thấp nhất đúng không? Rồi chết, chết con Nata rồi. Mẹ nó cái thằng. Sao tao ghét cái con Gidu với con Van Helsing dữ vậy ta? Điên à. Con Gidu thì đẩy ra một choáng, con Van Helsing thì hai choáng. Thêm con Nata một choáng nữa. Thiệt luôn, nhiều lúc cay lắm anh em à. Cuối cùng cũng gánh được anh em à.